Hi, xin chào các em. Hôm nay chị Bida sẽ làm giường đôi cho búp bê Barbie nè. Đây là một cái gối, còn một cái nữa chúng ta để ở phía dưới. Wow, cực kỳ dễ thương luôn. Để làm cái này, chị Bida cần có 7 miếng giấy cứng và chúng ta sẽ cắt ra nha. Hai cái này là để làm khung giường, còn hai cái này là chúng ta để làm hai bên đầu giường, và cái này là cái bệ của cái giường. Chúng ta dùng giấy nhám để chà những cái góc cạnh ở đây nha. Bây giờ chị Bida sẽ bắt đầu xay nha. Rồi chị Bida sẽ dùng cái keo nóng ở đây, hot glue ha. Chúng ta sẽ để lên đây và chúng ta sẽ để cái bệ giường lên. Rồi bây giờ chị sẽ để lên và chúng ta hãy giữ một chút cho nó cứng nha. Cho keo nó khô lại thì nó sẽ cứng. Xong rồi đây, các em hãy nhìn nè, cũng dễ thương đấy chứ. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhé. Chú ý là để một ít dư ra như thế này. Xong rồi. Và chúng ta hãy để cái miếng xốp này vào đây. Quá dễ thương luôn, cái giường này ra sẽ rất là đẹp đó các em. Đó. Ok, bây giờ tiếp tục. Chị Bida sẽ cắt cái phần dư này ra đi, nó hơi dài đó các em. Và chị Bida sẽ dùng giấy, ủa lộn, dùng vải chứ. Rồi gói lại đây, chúng ta sẽ dán keo lại để làm cái nệm nha. Cái nệm này cực kỳ dễ thương luôn đó. Cái loại vải này là có chấm bi đó các em. Các em có thể chọn cái loại vải nào mà mình yêu thích cũng được nha, không nhất thiết là phải màu hồng. Rồi bên đây nữa. Ok, cắt bỏ phần dư ra. Và chị Bida sẽ tô màu hồng lên đây. Đây là cái giường màu hồng. Đây là video theo yêu cầu của tất cả các em. Một số bạn thì thích làm dụng cụ cho búp bê, một số thì thích làm đồ chơi. Thì chị Bida sẽ làm hai cái luôn nha, hai thể loại. Và chị Bida sẽ tô cái thành giường, cái đầu giường ở đây luôn, màu hồng luôn. Rồi, xong rồi, bây giờ chị sẽ trang trí ở đây bằng những cái tờ giấy xốp. Rồi các em thấy nó nổi bật lên rồi phải không? Nhưng chị sẽ dán một trái tim ở đây nữa. Và trang trí viền xung quanh cho trái tim luôn. Đó, nổi bật rồi. Nếu thích video này, các em hãy nhấn vào nút like, đăng ký kênh nếu chưa và nhấn chuông để nhận thông báo nha. Xong rồi, bây giờ chị Bida sẽ làm cái cầu thang đi lên nè. Chị sẽ tô những cái que gỗ và dán lại với nhau. Xong rồi, bây giờ là để cho búp bê ngồi thử nha. Chúng ta sẽ chuẩn bị làm cái tầng trên. Tầng trên sao cho đừng có đụng đầu búp bê nhé các em, để cho búp bê có thể ngồi dậy được đó. Chú ý là cái phần đó rất quan trọng. Bây giờ chị sẽ dán cái này vào đây. Rồi đặt cái tờ giấy lên, cái tờ giấy bằng kích thước hồi nãy. Và chị sẽ dùng cái miếng xốp này. Và chúng ta cũng sẽ trang trí viền luôn. Đặt cái nệm lên thử nào. Wow, dễ thương quá. Rất giống là những cái giường thật ở ngoài đó các em. Rồi chị sẽ làm cái thành giường ở đây, dán vào đây luôn nha. Tất cả cái này đều là tô màu hết, cho nên nó mới được cái sự nổi bật như thế này. Đó, đặt gối lên nào. Gối phía trên và phía dưới nữa. Bây giờ chúng ta sẽ trang trí thêm nha. Đây là một cái cushy nhỏ nhỏ. Chị Bida sẽ sử dụng cái này để chúng ta máng vào cái phần dư ở đây. Chị Bida cố tình để phần dư để chúng ta có thể trang trí đó. Và đây là một cái gì đây, bánh sừng trâu, cái xì luôn, dán bên đây, gắn bên đây. Yay. Và một cái túi thơm, chị Bida sẽ làm thú nhồi bông ở đây. Rồi, xong rồi, bây giờ là đến cái này, cầu thang. Wow, cầu thang cũng dễ thương đó. Công nhận chị Bida cũng có tài làm đồ chơi đấy chứ. Rồi, cho búp bê vào đây ngồi thử. Đó, được rồi, đâu có đụng đầu đâu. Và đây là thú bông, chim bông chứ. Rồi, đây là búp bê, hai bạn này giống nhau, vậy chúng ta hãy làm chị em đi. Rồi, cho cái cô em đi lên gác luôn. Ủa, đi lên ở tầng trên. Rồi, lên nha, bạn này sẽ ngủ tầng trên, tại vì bạn này là em mà. Nằm xuống đi bạn ơi. Thử nha. Oh wow, thú bông của bạn đây.
quá tuyệt luôn. Nếu như các em thích chị Peter làm về chủ đề búp bê nữa và đồ chơi búp bê, bình luận ở phía dưới nha. Xong rồi, ngắm nhìn lại nữa nào. Cái này chị Peter chắc là ngắm nhìn suốt ngày luôn quá. Rồi đó, vậy là các em đã biết cách làm rồi nha. Nếu không có giấy xếp thì các em cũng có thể làm những cái giấy cứng cũng được, hoặc là gỗ cũng được. Cái giường này chị Bí đã làm trong vòng là 2 ngày đó các em, nhưng chị vừa cắt gọn lại còn có 5 phút cho các em xem để đừng có ngán nữa mà. Nếu thích video các em hãy nhấp vào nút like, bạn nào chưa đăng ký thì nhấp vào cái nút màu đỏ ở đây để đăng ký. Và nhớ là nhấn cái chuông để nhận được thông báo nha. Và hãy giúp chị Bí chia sẻ video này đến các bạn khác qua Facebook. Các em có thể ghi là wow các bạn xem video mới của chị Bí đỏ nè và bấm vào cái chữ chia sẻ ở góc bên đây. Cảm ơn tất cả các em. Các em hãy nhấp vào những cái bức hình này để chọn video mà mình yêu thích để xem tiếp tục nha. Chúc tất cả các em là những người con ngoan, trò giỏi nha. Bye các em.